Xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn theo dõi những tin tức thế giới đáng chú ý trong bản tin toàn cảnh quốc tế tối nay của chúng tôi. Các phái đoàn từ Moscow và Kiev đã gặp nhau tại Belarus để trao trả thi thể binh sĩ và thảo luận về các vấn đề về nhân đạo. Ủy viên nhân quyền Nga Tatiana Moskakova cho biết. Lần gần nhất, bà Moskakova gặp người đồng cấp Ukraine Dmitry Lupines là vào tháng 1 năm 2023. Chúng tôi đã trao đổi danh sách những người thăm nom dựa trên cơ sở đồng thuận, trao đổi thư từ tù nhân gửi cho người thân của họ, đồng thời thảo luận về hợp tác nhân đạo trong việc cung cấp hỗ trợ cho dân thường. Bà Moskakova cho biết hôm 8 tháng 11 trong một tuyên bố được đăng trên Telegram. Phía Nga đã nhận lại 37 thi thể và trao trả cho Ukraine 563 thi thể, trong đó có 320 thi thể của những binh sĩ tử trận ở Donetsk, 89 thi thể ở Bakhmut, ngoài ra còn 154 thi thể được đưa về Ukraine từ các nhà xác của Nga. Cũng tại cuộc họp, bà Anna Kondratievna, một cư dân 91 tuổi ở tỉnh Cherkasy, Ukraine, đã được đưa đến Belarus để chuyển đến Nga đoàn tụ cùng gia đình. Con trai bà ấy đã nhờ chúng tôi giúp đưa mẹ mình đến Nga để anh ấy có thể chăm sóc mẹ, bà Moskakova nói. Lưu ý rằng phía Ukraine đã đồng ý nhưng tình hình trở nên phức tạp vì bà Kondratievna không thể tự di chuyển. Tỷ phú Elon Musk đã tham gia cuộc gọi giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Theo tờ Washington Post, trong cuộc gọi kéo dài 25 phút hôm 6 tháng 11, ông Zelensky đã nói với ông Trump về tầm quan trọng của hệ thống vệ tinh đối với dịch vụ Internet trong thời kỳ chiến sự. Đáp lại, ông Trump nói rằng ông đang ngồi cạnh ông Elon Musk và mời tỷ phú này cùng nói chuyện. Ông Trump và tỷ phú Elon Musk đã ở Mar-a-Lago vào thời điểm diễn ra cuộc gọi, theo tờ New York Times. Tổng thống đắc cử Donald Trump nói với ông Zelensky rằng ông sẽ ủng hộ Ukraine nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Tỷ phú Elon Musk cũng cho biết sẽ tiếp tục cung cấp vệ tinh Starlink cho Kiev. Tỷ phú Elon Musk sở hữu SpaceX, công ty cung cấp dịch vụ liên lạc vệ tinh Starlink, rất quan trọng đối với nỗ lực phòng thủ của Ukraine, nhưng những phát biểu của ông đôi khi khiến Kiev tức giận. Tỷ phú Elon Musk đã quyên góp hàng triệu đô la để ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump và cùng ông xuất hiện trước công chúng. Ông Trump đã nói rằng sẽ đề nghị tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, nắm giữ một vai trò trong chính quyền của ông nhằm thúc đẩy hiệu quả của chính phủ. Tỷ phú Elon Musk không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Chiến dịch hỗ trợ tranh cử của ông Trump không bình luận về các cuộc họp riêng. Tổng thống Zelensky là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên chúc mừng ông Trump sau khi đắc cử. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết các cuộc trò chuyện với ông Trump nên tiếp tục. Chúng tôi đã nhất trí duy trì đối thoại chặt chẽ và thúc đẩy hợp tác. Sự lãnh đạo mạnh mẽ và kiên định của Mỹ là rất quan trọng đối với thế giới và đối với một nền hòa bình công bằng, Tổng thống Ukraine phát biểu. Các lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU đang thảo luận về khả năng tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong trường hợp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump quyết định ngừng giúp đỡ Kiev. Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết các quan chức EU trong cuộc họp mới đây tại Budapest, Hungary đã thảo luận về việc liệu khối này có sẵn sàng chi trả cho cuộc chiến của Ukraine trong thời gian tới hay không. Mối lo ngại lớn nhất của EU lúc này là ông Donald Trump có thể sẽ chuyển gánh nặng tài chính sang châu Âu, mặc dù hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ dừng viện trợ cho Ukraine. Cũng tại cuộc họp ở Budapest, Tổng thống Ukraine Zelensky đã khuyến khích các lãnh đạo châu Âu tập trung vào việc duy trì nguồn cung cấp vũ khí thay vì làm suy yếu vị thế của Ukraine bằng việc thảo luận về lệnh ngừng bắn hoặc nhượng bộ Nga. Để đạt được hòa bình ở thời điểm hiện tại, nguồn động lực sẽ là lòng quả cảm của người Ukraine và sự ủng hộ của phương Tây. Tuy nhiên, chúng ta sẽ xem xét kịch bản sẽ diễn biến như thế nào trong những tuần tới. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni nói với các phóng viên bên lề cuộc họp ở Budapest. Một số quan chức châu Âu cho biết vấn đề thực sự không phải là tiền,
mà là các nguồn lực quân sự sẵn có, chủ yếu đến từ Mỹ. Các quan chức khác cho rằng châu Âu nên đợi đến sau lễ nhậm chức của ông Trump vào tháng 1 để tìm hiểu về các kế hoạch của ông đối với Ukraine. Tuy nhiên, một số người tin rằng EU không đủ khả năng để chi trả và Ủy ban châu Âu nên đưa ra đề xuất về cách EU sẽ phản ứng với việc chấm dứt viện trợ của Mỹ. Trong lúc đó, ông Trump đã bắt đầu các cuộc nói chuyện đầu tiên với các nhà lãnh đạo châu Âu. Một quan chức giấu tên cho biết, ông Trump biết rõ rằng ông không thể chỉ gây sức ép buộc Ukraine nhượng bộ Nga mà không đưa ra bất kỳ điều gì để đổi lại. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố châu Âu sẽ không thể tự tài trợ cho nền quốc phòng của Ukraine nếu Mỹ rút lại sự ủng hộ dưới thời ông Donald Trump. Theo Thủ tướng Estonia Kristen Michal, tương lai của EU sẽ được quyết định bởi sự ủng hộ của EU đối với Ukraine trong những tháng tới. Vì sau chiến thắng của ông Donald Trump tại Mỹ, các quốc gia châu Âu cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ chính họ và Kiev. Tờ The Guardian ngày 8 tháng 11 dẫn lời giới chức Ukraine cho rằng mối quan hệ giữa nước này với Anh xấu đi kể từ khi công đảng Anh lên nắm quyền vào tháng 7, đồng thời bày tỏ bức xúc về việc Anh chưa đồng ý gửi thêm tên lửa tầm xa. Thủ tướng Anh Keir Starmer chưa thăm Ukraine 4 tháng sau khi nhậm chức và Kiev cho rằng một chuyến thăm cũng không đáng, trừ khi ông Starmer cam kết gửi thêm tên lửa tầm xa Storm Shadow. Việc ông ấy đến đây với tư cách là một du khách là vô nghĩa, một nhân vật cấp cao trong chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu. Vào thời điểm Ukraine đang vô cùng lo ngại về tác động mà chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tại Mỹ sẽ gây ra cho nỗ lực của nước này trong việc đối phó với Nga. Ukraine ngày càng không hài lòng với Anh khi quân đội Nga tiến vào miền Đông với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2022. Các chỉ huy Ukraine cho biết họ bị áp đảo về hỏa lực. Điều đó không xảy ra, ông Starmer đã không cung cấp cho chúng ta vũ khí tầm xa. Tình hình không giống như khi ông Sunak làm thủ tướng, mối quan hệ đã trở nên tồi tệ, vị quan chức trên nhận định. Ông Sunak đã đến thăm Kiev vào tháng 11 năm 2022 trong vòng một tháng sau khi trở thành thủ tướng Anh. Ông Boris Johnson, người tiền nhiệm của ông, đã có mối quan hệ thân thiết với ông Zelensky và được Ukraine coi là bên hỗ trợ quan trọng ngay sau khi Nga đưa quân sang. Tên lửa hành trình Storm Shadow được phát triển thông qua sự hợp tác giữa Anh và Pháp. Tên lửa này được phóng từ trên không với tầm bắn khoảng 250 km và được xem là một trong những công cụ hiệu quả nhất của Ukraine trong cuộc chiến. Thủ tướng Starmer đã gặp Tổng thống Zelensky hôm ngày 7 tháng 11 bên lề một hội nghị chính trị ở Hungary, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không lay chuyển của Anh đối với Kiev. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine sau đó kêu gọi trên mạng xã hội khi đăng ảnh hai người kèm dòng chữ, một yếu tố quan trọng của kế hoạch chiến thắng là cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa và cấp phép sử dụng chúng chống lại các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Các nguồn tin ở Kiev cho hay cuộc họp ở Hungary không có tiến triển nào về vấn đề tên lửa. Sau Biển Đen, UAV bay sang biển Caspi đánh tàu chiến Nga. Chính phủ Anh khẳng định sự ủng hộ sắt đá đối với Ukraine và Thủ tướng Starmer đã nói rõ rằng chính phủ của ông sẽ đứng về phía Ukraine cho đến khi nào cần thiết. Một trong những quyết định đầu tiên của Thủ tướng khi nhậm chức là cam kết chi 3 tỷ bảng Anh để hỗ trợ cho Ukraine hàng năm. Kể từ đó, Thủ tướng đã gặp Tổng thống Zelensky 6 lần, bao gồm cả việc tiếp đón ông tại số 10 phố Downing 2 lần và gặp ông tại cuộc họp Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Hungary, theo một phát ngôn viên chính phủ Anh. Anh là nhà tài trợ thiết bị quân sự lớn thứ 3 sau Mỹ và Đức. Tổng số tiền mà Anh cam kết từ năm 2022 là 12,8 tỷ bảng Anh, trong đó có 5 tỷ bảng hỗ trợ tài chính, nhân đạo và 7,8 tỷ bảng viện trợ quân sự. Theo đài CNN ngày 8 tháng 11, các quan chức quốc phòng giờ đây chuẩn bị những kịch bản có thể diễn ra những thay đổi lớn ở Lầu Năm Góc. Ngoài ra, cơ quan quân sự của Mỹ cũng băn khoăn về cách xử lý nếu ông Trump đưa ra những mệnh lệnh gây tranh cãi cho quân đội. Chúng tôi đang dự trù những kịch bản xấu nhất, song chúng tôi vẫn chưa biết sẽ thực hiện như thế nào,
một quan chức quốc phòng nói. Việc ông Trump đắc cử cũng đặt ra vấn đề nếu Tổng thống vị trí cũng đảm nhận vai trò Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, đưa ra một mệnh lệnh phi pháp. Quân đội phải tuân thủ luật pháp và không nghe theo những mệnh lệnh trái luật. Tuy nhiên sau đó sẽ như thế nào? Liệu các lãnh đạo cấp cao trong quân đội sẽ phải từ chức? Hay việc không nghe theo mệnh lệnh sẽ bị coi là bỏ rơi người dân? Một quan chức khác nói với CNN. Trước đó, ông Trump đã để ngỏ khả năng dùng lực lượng tại ngũ để thực thi pháp luật trong nước và thi hành chính sách trục xuất hàng loạt, đồng thời ám chỉ việc sẽ loại bỏ những cá nhân tham nhũng trong quân đội. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump được cho là có nhiều lần căng thẳng với các lãnh đạo cấp cao, bao gồm cựu đại tướng Mark Milley, người từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Tháng trước, ông Trump cho biết quân đội nên được sử dụng để giải quyết những gì ông gọi là kẻ thù từ bên trong và những người cực đoan cánh tả. Về mặt pháp lý, Tổng thống Mỹ có thể kích hoạt đạo luật nổi loạn, nêu rằng trong trường hợp đặc biệt cần phải bảo vệ những quyền hiến định, Tổng thống có thể đơn phương triển khai quân đội trong nước. Mỹ ngoài ra còn có đạo luật Posse Comitatus ngăn việc triển khai quân đội để thực thi pháp luật trong nước trừ khi Quốc hội phê duyệt. Song luật này có ngoại lệ trong trường hợp nổi loạn và khủng bố. Do đó, người đứng đầu Nhà Trắng có thể viện dẫn đạo luật nổi loạn để điều động quân đội. Hôm 5 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng tôi hoàn toàn tin tưởng các nhà lãnh đạo của chúng ta sẽ tiếp tục làm điều đúng đắn bất kể chuyện gì xảy ra. Tôi cũng tin rằng Quốc hội sẽ tiếp tục làm những điều đúng đắn để hỗ trợ quân đội. Ngày 8 tháng 11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Liên bang Nga đã chúc mừng ông Donald Trump về chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ca ngợi ông Trump vì sự dũng cảm khi đối mặt với một kẻ tấn công có vũ trang và nói rằng Moscow sẵn sàng đối thoại với vị Tổng thống đắc cử của Mỹ. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng ông sẵn sàng đối thoại với tất cả các bên quan tâm và với những người có thể đóng góp vào việc giải quyết xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo Liên bang Nga chưa bao giờ nói rằng các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt đã thay đổi. Ngược lại, liên tục khẳng định rằng các mục tiêu vẫn như cũ và tất cả vì lợi ích an ninh của đất nước Liên bang Nga, cũng như lợi ích an ninh của người dân Nga sống ở Ukraine. Vì vậy, theo người phát ngôn Điện Kremlin, sẽ không có cuộc thảo luận nào về sự thay đổi mục tiêu của Liên bang Nga trong chiến dịch ở Ukraine. Khi được hỏi về khả năng có một cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết hôm hiện tại chưa có gì cụ thể để thông tin và cho rằng sẽ còn quá sớm để nói về bất kỳ sự cải thiện nào trong mối quan hệ Nga-Mỹ. Trước đó, Điện Kremlin cũng nhắc lại lời hứa của ông Trump về vấn đề hòa bình ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump rõ ràng đã phóng đại khi trên đường vận động tranh cử. Ông tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ. Vị quan chức này cũng lưu ý rằng còn quá sớm để đưa ra bất kỳ dự đoán nào trước khi Đảng Cộng Hòa nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Mặc dù ông Trump nhiều lần tuyên bố rằng ông có thể chấm dứt đổ máu trong thời gian ngắn, nhưng ông đã từ chối cung cấp bất kỳ thông tin cụ thể nào. Phó Tổng thống đắc cử Jill Vance đã gợi ý rằng cuộc xung đột có thể bị đóng băng dọc theo tuyến đầu hiện tại, với việc Kiev buộc phải từ bỏ yêu sách đối với các vùng lãnh thổ do Moscow nắm giữ, cũng như nguyện vọng gia nhập NATO của nước này. Phát biểu với báo chí hôm thứ Năm, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, tất nhiên, đó là một sự cường điệu khi ông Trump nói rằng ông ấy sẽ làm điều đó trong một đêm, ám chỉ đến lời hứa của Trump về việc đạt được thỏa thuận hòa bình nhanh chóng ở Ukraine. Nếu chính quyền mới của Mỹ tìm kiếm hòa bình thay vì tiếp tục xung đột, thì điều đó sẽ tốt hơn so với chính quyền trước đó, ông Peskov nói thêm. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ dự đoán nào về cách Tổng thống đắc cử của Mỹ sẽ thực sự xử lý xung đột Ukraine sau khi nhậm chức. Bình luận về những phát biểu của Trump vào tháng trước,
Ông Peskov cho biết, ông không nghĩ rằng có một cây đũa thần có thể ngăn chặn được các hành động thù địch trong một đêm. Phát biểu tại câu lạc bộ thảo luận quốc tế ở Vandai, thành phố Sochi, miền nam nước Nga vào thứ Năm, Tổng thống Nga Putin cho biết mong muốn chấm dứt xung đột Ukraine mà trong công khai ít nhất cũng đáng được chú ý. Tờ USA Today ngày 9 tháng 11 đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ vừa ra cáo trạng truy tố 3 nghi phạm về âm mưu giết thuê, trong đó có một nghi phạm bị cáo buộc tìm cách ám sát Tổng thống đắc cử Donald Trump để báo thù cho cái chết của một tư lệnh hàng đầu Iran. Các nghi phạm bị truy tố bao gồm Zakari, 51 tuổi, người Iran, và hai bị cáo ở New York, gồm Rivera, 49 tuổi, và Lasho, 36 tuổi. Các bị cáo Rivera và Lasho bị bắt hôm 7 tháng 11 tại New York và bị tạm giam chờ xét xử. Bị cáo Zakari, người bị truy tố về tội tìm cách ám sát ông Trump, hiện đang ngoài vòng pháp luật và được cho là đang ở Iran. Thông tin thu được từ bị cáo Zakari cho thấy, người này nói mình được giao nhiệm vụ hôm 7 tháng 10 về việc cung cấp một kế hoạch nhằm giết Tổng thống đắc cử Donald Trump. Theo thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ, phía Iran chưa đưa ra bình luận về vụ truy tố. Hai bị cáo Rivera và Lasho mà Zakari gặp trong tù bị buộc tội giúp Zakari lập kế hoạch giết một công dân Mỹ gốc Iran tại New York, được mô tả là một người chỉ trích thẳng thắn chính phủ Iran. Luật sư của hai bị cáo này chưa phản hồi đề nghị đưa ra bình luận. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump cho hay, vị Tổng thống đắc cử cảm ơn những người dũng cảm của lực lượng thực thi pháp lực vì đã vạch trần âm mưu khủng khiếp của Iran. Ba bị cáo đều bị buộc tội giết người thuê, có mức án lên đến 10 năm tù, bên cạnh các cáo buộc về âm mưu giết người, 10 năm tù, và âm mưu rửa tiền, 20 năm tù. Tờ The New York Times ngày 9 tháng 11 đưa tin, đội ngũ tiếp nhận quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chuẩn bị các sắc lệnh hành pháp và tuyên bố về việc rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, đồng thời tăng hoạt động khai thác dầu khí và khai khoáng. Ngoài ra, dự kiến ông Trump có thể cho cấp phép mới về xuất khẩu khí thiên nhiên đến các thị trường lớn ở châu Á và châu Âu, đồng thời hủy bỏ lệnh miễn trừ cho phép California và các tiểu bang khác có tiêu chuẩn chống ô nhiễm chặt chẽ hơn. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã hứa sẽ thực hiện nhiều hành động được liệt kê trong bài báo trên. Theo Reuters, dẫn lời phát ngôn viên nhóm chuyển giao của ông Trump, kết quả của cuộc bầu cử đã trao cho ông Trump quyền thực hiện những lời hứa mà ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử và ông sẽ thực hiện. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hồi tháng 1 đã ngừng cấp phép mới về xuất khẩu khí thiên nhiên nhằm hoàn tất một nghiên cứu về tác động môi trường và kinh tế của việc xuất khẩu. Một viên chức của Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, bộ này sẽ công bố bản dự thảo phân tích cập nhật để tham khảo ý kiến người dân trong vòng 60 ngày trước khi kết thúc năm nay. Bài báo của The New York Times dẫn các nguồn tin còn cho hay, một số thành viên nhóm chuyển giao còn thảo luận về việc rời trụ sở cơ quan bảo vệ môi trường ra khỏi Washington, D.C. Theo tạp chí Economist, ngày 8 tháng 11, Ukraine đang phải đối diện nhiều khó khăn, không chỉ trên chiến trường mà còn cả ở hậu phương. Tạp chí này khẳng định Kiev đang gặp khó khăn trong việc bổ sung binh sĩ ngoài chiến trường. Lòng tin của dân chúng vào quân đội và giới lãnh đạo chính trị suy giảm, khiến nước này đạt chưa được 2/3 mục tiêu tổng động viên. Việc liên tục để mất đất đai khiến nhuệ khí binh sĩ tại nhiều khu vực có tầm quan trọng chiến lược đang lao dốc. Chỉ trong tháng 10, quân đội Ukraine đã để mất 620 km vuông lãnh thổ vào tay Nga, nhiều nhất trong khoảng từ cuối năm 2022. Một số chỉ huy cấp cao quân đội Ukraine thừa nhận với phóng viên Economist rằng binh sĩ tại những nơi giao tranh ác liệt nhất đã gần như kiệt quệ hoàn toàn về tinh thần. Một nguồn tin khác trong Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng cho biết,
Hiện gần 1/5 binh sĩ nước này đã bỏ vị trí đóng quân mà không xin phép chính thức. Thông thường, hầu hết các trường hợp này đều đồng nghĩa với việc đào ngũ. Theo hãng tin Sputnik, hồi tháng 10, một tờ báo ở Ukraine tiết lộ văn phòng tổng công tố nước này đã ghi nhận hơn 60.000 vụ án hình sự về tội bỏ đơn vị mà không xin phép và 30.000 vụ đào ngũ. Hiện Ukraine chưa phản hồi về những tuyên bố trên. Chính trị gia Donald Trump đã có một hành trình ly kỳ sau khi thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Dần vượt qua sự hoài nghi trong nội bộ Đảng Cộng Hòa, ông Trump đã giành được đề cử của đảng này để tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Trong cuộc bầu cử năm 2024, ông đã triển khai nhiều chiến thuật vận động khôn ngoan để giành thắng lợi chung cuộc đầy thuyết phục. Sau thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, ông Donald Trump bắt đầu quay lại chính trường khi nhiều người cùng chính đảng Cộng hòa của ông muốn ông ra đi. Ông Trump công bố ý định chạy đua vào Nhà Trắng sau khi phe Cộng hòa bị lép vế tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Các nhân vật nổi bật trong đảng Cộng hòa khi đó quy trách nhiệm về điều này cho ông Trump vì liên quan đến cuộc tấn công ở Điện Capitol, nơi đặt trụ sở Quốc hội Mỹ, và vì không chịu rút khỏi chính trường sau khi thất cử năm 2020. Trở lại tư dinh Mar-a-Lago ở bang Florida, giữa các trợ lý và đồng minh thân tín, ông Trump chỉ trích mọi thứ, bao gồm cả hệ thống tư pháp. Ông Trump đưa ra đánh giá đầy u ám về đất nước sau khi ông rời nhiệm sở. Ông dự đoán từ rất sớm rằng các cử tri đã không chọn ông trong cuộc bầu cử năm 2020, rồi sẽ quay sang phản đối nhà cầm quyền. Tại thời điểm đó, ông Trump tiên đoán, "Tôi không nghi ngờ rằng vào năm 2024, tình hình sẽ tệ hại hơn nhiều và người ta sẽ thấy rõ ràng điều gì đã xảy ra và đang xảy ra với đất nước chúng ta. Việc bầu cử rồi sẽ khác nhiều." Vào sáng ngày 6 tháng 11 năm 2024 theo giờ Mỹ, lời tiên đoán năm nào của ông Trump đã thành hiện thực. Hàng chục triệu người Mỹ, bao gồm cả những cử tri chủ chốt tại các bang chiến địa trong bầu cử Mỹ, đã bỏ phiếu để mang lại chiến thắng lịch sử cho ông Trump. Sự trở lại của ông Trump hứa hẹn tái định hình nền chính trị Mỹ trong tương lai không xa. Chiến thắng của ông Donald Trump lần này rất đáng chú ý về tầm vóc sự kiện cũng như phương pháp tranh cử. Đội ngũ tranh cử của ông ngay từ đầu đã xây dựng mới các liên minh chính trị quan trọng đối với các kỳ bầu cử của Tổng thống Mỹ. Ông Trump đã nỗ lực vận động những nhóm cử tri vốn trung thành với Đảng Dân Chủ, bao gồm người nội trợ, người làm công ăn lương, người da màu và người gốc Mỹ Latin. Đồng thời, ông Trump tìm cách lấy lòng cả những nhóm cử tri bị vỡ mộng, đó là những người sống rải rác ở những khu vực bị lãng quên của nước Mỹ. Bên cạnh đó, đồng minh của ông Trump cũng khai thác sự chia rẽ giữa Đảng Dân Chủ và lực lượng cử tri ủng hộ họ. Chẳng hạn, một quỹ vận động tranh cử của Đảng Cộng Hòa đã sử dụng quảng cáo trên sóng phát thanh để hối thúc cử tri gốc Ả Rập ở thành phố Detroit hãy bỏ phiếu cho ứng viên của Đảng Xanh thay vì cho Đảng Dân Chủ do vấn đề xung đột tại Trung Đông. Đồng thời, Liên minh Do Thái của Đảng Cộng Hòa đã dành 15 triệu đô la Mỹ nhắm tới các cử tri Do Thái lo lắng về sự ủng hộ của chính quyền dành cho Israel, cũng như việc phe tả ủng hộ cho các cuộc biểu tình thân Palestine tại các trường học. Ứng cử viên Trump tìm cách lấy lòng cả những cử tri theo phái tự do, những người nhiệt tình với đồng Bitcoin, các công nhân ô tô ở Michigan, cử tri da đen và Latin ở vùng Bronx. Ngoài các bang chiến trường, ông cũng thăm cả những khu vực truyền thống của Đảng Dân Chủ. Ông Trump đưa ra những khuyến khích nhằm vào các nhóm trọng điểm như không đánh thuế vào tiền hoa hồng của nhân viên dịch vụ ở Nevada, không đánh thuế lương làm ngoài giờ của công nhân, không đánh thuế vào bảo hiểm xã hội của người cao tuổi. Ông cũng tìm cách thuyết phục mỗi nhóm cử tri rằng dòng người nhập cư từ biên giới phía nam của nước Mỹ đang đe dọa đến việc làm và sự ổn định, an toàn trong cuộc sống của họ.
Dữ liệu bầu cử cho thấy đội ngũ tranh cử của ông Trump đã giành được nhiều hơn cả dự đoán của họ. Kết quả bầu phiếu mà ông Trump thu được từ những cử tri trẻ tuổi vượt xa cả những dự đoán lạc quan nhất. Khi tất cả các phiếu bầu được kiểm, ông Trump có lẽ sẽ trở thành ứng viên Cộng hòa đầu tiên kể từ năm 2004 giành được áp đảo cả phiếu bầu phổ thông lẫn phiếu bầu đại cử tri. Cố vấn cấp cao Brian Hurst nhận xét vào sáng ngày 6 tháng 11 theo giờ Mỹ khi ông Trump lên bục để phát biểu chiến thắng rằng ông ấy đã xây dựng được một liên minh rộng rãi và đa dạng. Những người bên trong hoặc gần gũi với phe Trump đã giải thích chiến thắng của ông là do một loạt yếu tố không riêng gì đội ngũ tranh cử. Hai nhân vật chủ chốt trong đội ngũ tranh cử của ông Trump là nhà thông thái Susie Wiles và đảng viên Cộng hòa kỳ cựu Chris LaCivita, đã làm trưởng nhóm tranh cử của ông trong suốt quá trình vận động tranh cử. Nhưng chiến thắng vang dội của ông Trump được công bố vào ngày 6 tháng 11 cho thấy thành công của ông không chỉ nhờ vào đội ngũ tranh cử, mà còn có cả nhiều sự kiện chưa từng có tiền lệ như các vụ mưu sát nhằm vào ông Trump và việc ứng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden bất ngờ rút khỏi cuộc đua. Nhân tố dẫn tới thất bại của phe Dân Chủ đã xuất hiện đúng như dự đoán của ông Trump cách đây 2 năm. Công chúng Mỹ thất vọng về tình trạng lạm phát và tình trạng yếu kém trong quản lý về vấn đề nhập cư. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thừa kế di sản nặng nề của chính quyền Mỹ hiện tại, đó là ông Biden, không còn giành được nhiều sự ủng hộ, trong khi nền kinh tế Mỹ thì gặp nhiều khó khăn. Ông Donald Trump đã ngồi trả lời nhiều cuộc phỏng vấn dài hơi trong hệ thống sinh thái truyền thông của những nhân vật có ảnh hưởng. Ông Trump cũng mở một tài khoản TikTok, dù rằng bản thân ông từng đe dọa sẽ đóng cửa công ty mạng xã hội này của Trung Quốc. Ông xây dựng hình ảnh gần gũi với người lao động khi ông tự tay làm việc tại cửa hàng McDonald's hay lái xe tải chở rác. Đội ngũ tranh cử của ông Trump thành công trong việc hạ bệ Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa và gài những người trung thành với họ vào cơ quan trung ương này của Đảng Cộng Hòa, khiến hoạt động của nhóm thêm dễ dàng hơn. Một quyết định của Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ trong năm 2024 cho phép các nhóm vận động tranh cử được phối hợp với các nhóm bên ngoài như Turning Point Action của Charlie Crist, người trung thành với Trump, và American Pack của tỷ phú công nghệ Elon Musk, nhân vật trong những tháng cuối cùng của cuộc vận động tranh cử Mỹ đã đầu tư nhiều tiền bạc và sự ảnh hưởng của mình cũng như mạng xã hội X do ông làm chủ để cổ suý cho Donald Trump tái đắc cử. Vào cuối tháng 10 vừa qua, nhóm của tỷ phú Musk đã chi 140 triệu đô la Mỹ để quảng bá cho ông Trump, theo các tiết lộ của nhóm với các giám sát viên liên bang. Tại bang Arizona, nhóm Turning Point nói trên đã dành 10 triệu đô la Mỹ vào đội ngũ nhân viên toàn thời gian được đào tạo để duy trì quan hệ với khoảng 4 đến 600 cá nhân cụ thể trong nhiều tháng và đảm bảo họ sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống. Những nhân viên này được chỉ đạo hối thúc cử tri đến điểm bỏ phiếu, giúp họ gửi phiếu qua bưu điện và khuyến khích cử tri bỏ phiếu sớm. Các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.